hé lộ danh tính Hoa hậu Thế giới người Việt trong đường dây Hoa hậu mua bán rau răm giá 200 triệu. Sau khi Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh công bố việc đường dây mua bán rau răm dính líu đến hàng loạt hoa hậu, người đẹp đình đám thì bất ngờ một cái tên được dân mạng triệu hồi. Ngày 15 tháng 9, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Liêm, 34 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau và Hà Thụy Vân Anh, 24 tuổi, ngụ quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi môi giới dẫn dụ khách. Điều đặc biệt, trong đường dây này có nhiều hoa hậu, hoa khôi ở các cuộc thi sắc đẹp, doanh nhân có tiếng. Theo như kết quả điều tra từ cơ quan chức năng, đường dây này do tiếp viên hàng không Võ Thị Mỹ Hạnh, 26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp cầm đầu. PC02 phát hiện thêm đường dây mại dâm cho Hoa hậu Thế giới người Việt và Hoa khôi du lịch Việt Nam trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, quốc tế. Phía phòng PC02 xác định Nguyễn Thành Liêm và Hà Thụy Vân Anh là hai người cầm đầu đường dây hoạt động mua bán rau răm. Ngoài ra, phòng PC02 chủ trì phối hợp Công an quận 7 đã bắt giữ Nguyễn Thành Liêm và Hà Thụy Vân Anh. Từ lời khai của Liêm và Vân Anh, cảnh sát kiểm tra tòa nhà Oscar Residence Sài Gòn, phường Tân Phong, quận 7 và khách sạn La Quiri, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, phát hiện 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Trong số này có TTH, 36 tuổi, là Hoa hậu Thế giới người Việt, đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 200 triệu đồng, và NNTT, 27 tuổi, là Hoa khôi du lịch Việt Nam, đang thực hiện hành vi mua bán dâm với giá 45 triệu đồng. Hai cô gái còn lại bán dâm với giá 5 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, 4 cô gái khai được Nguyễn Thành Liêm và Hà Thụy Vân Anh môi giới đi bán dâm tại tòa nhà Oakwood Residency Sài Gòn và khách sạn La Gallery. Liêm và Vân Anh khai nhận liên hệ với nhiều cô gái bán dâm, trong đó có người mẫu, hoa khôi, hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam. Sau đó gửi hình ảnh gái bán dâm và thông tin về các cuộc thi sắc đẹp. Bài báo có sự góp mặt của các hoa khôi, người mẫu, hoa hậu cho khách mua dâm nhằm tăng sự thu hút và nâng giá bán dâm. Với nhiều hoa hậu, á khôi, hot girl, người mẫu, hot tiktoker tham gia bán dâm, giá mua dâm từ 45 triệu đến 200 triệu, tương đương từ 2.000 đến 10.000 USD. Liêm và Vân Anh thu tiền trực tiếp của khách mua dâm. Mỗi lần môi giới thành công, Liêm và Vân Anh được khoảng 1.000 đến 2.000 USD trên một lần gái bán dâm là các hoa khôi, hoa hậu, người mẫu. Sau khi thông tin được truyền thông đưa tin, đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Rất nhiều hội nhóm hóng hớt đã mở ra rất nhiều chủ đề thảo luận về vấn đề, cũng như truy lùng danh tính các hoa hậu bị dính líu đến đường dây mua bán rau răm 200 triệu cho một lần. Với những cảnh sát điều tra mạng xã hội, có rất nhiều cái tên hoa hậu được đồn đoán, trong đó có tên Hoa hậu Thế giới người Việt 2022 tại Thái Lan, Trịnh Thanh Hồng, được đồn đoán nhiều nhất, bởi trùng hợp Trịnh Thanh Hồng là tên viết tắt TTH và cũng thi Hoa hậu Thế giới người Việt mà phía cơ quan chức năng công bố. Trịnh Thanh Hồng sinh năm 1996, quê Đồng Nai. Cô đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2022 tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 12 năm 2022. Người đẹp được đánh giá là xứng đáng với danh hiệu này khi sở hữu gương mặt đẹp với nụ cười rạng rỡ, vóc dáng cân đối. Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2022 tại Thái Lan, Trịnh Thanh Hồng chăm chút hơn về mặt hình ảnh. Nhờ đó, cô đắc sâu với vai trò ban giám khảo cũng như tham dự nhiều sự kiện lớn. Bên cạnh đó, cô còn được chọn làm đại sứ cho các thương hiệu trong và ngoài nước. Với Trịnh Thanh Hồng, danh hiệu Hoa hậu Thế giới người Việt mang lại cho cô nhiều trải nghiệm, cơ hội mới. Tuy nhiên, người đẹp không xem đây là cơ hội để đổi đời. Ngược lại, cô muốn dùng sức ảnh hưởng, tiếng nói của mình để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Đến hiện tại, thực hư cái tên TTH, Hoa hậu Thế giới người Việt nằm trong đường dây vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố thẳng. Mà đây cũng chỉ là những suy đoán của cộng đồng mạng. Hiện phía Trịnh Thanh Hồng cũng chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về việc bị dính đến đường dây mua bán rau răm 200 triệu.